Mặc dù bây giờ đã là 2017 rồi, nhưng mà mình vẫn đang cầm trên tay một trong những chiếc điện thoại độc và đặc biệt nhất của năm 2016 đến từ hãng Motorola. Chính thức về tay Lenovo từ thương vụ năm 2014, nhưng mà với Moto thì cái hồn của thiết kế vẫn chưa bao giờ mất đi. Mới đây Motorola đã trình làng chiếc Moto Z và chiếc Moto Z Play. Trên tay mình hiện giờ đang là chiếc Moto Z, mỏng hơn và cao cấp hơn. Mình đang có ở đây là chiếc điện thoại cao cấp có thiết kế mỏng nhất hiện nay. Có thể là chiếc máy không được độc đáo như Mi Mix của Xiaomi, nhưng mà Moto Z cũng không kém phần tinh tế khi sở hữu độ mỏng cực kỳ ấn tượng, chỉ 5,19mm. Chúng ta có phần mặt lưng này với cụm camera rất ngầu, bên dưới có những chân tiếp xúc để kết nối với các phụ kiện đồ chơi bán rời. Tí nữa thì mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm, nhưng mà trước hết thì mình sẽ gắn cái nắp lưng đi kèm này vào. Cái nắp lưng này sẽ được tặng kèm về máy khi các bạn mua. Chiếc nắp này thì có họa tiết vân gỗ màu nâu xám, chúng ta sẽ còn có các nắp lưng thay thế màu vân gỗ sáng, nắp lưng nhựa vân sần đỏ mận và nắp lưng da màu đen sần. Để tháo ra thay thế thì các bạn chỉ cần luồn móng tay và cậy nhẹ ra thôi, nhấc ra đơn giản như thế này. Mặc dù nhìn có vẻ chắp vá và lỏng lẻo nhưng mà thực tế thì những cái nam châm tiếp xúc hút rất chặt và không thể nào rơi ra, trừ khi chúng ta đánh rơi mạnh hoặc là chủ động nhấc ra thôi. Khi không gắn nắp lưng thì chiếc Moto Z trông sắc sảo bóng bẩy như dao cạo, cầm cũng hơi cấn tay một chút. Gắn nắp lưng vào thì nhìn chiếc máy trông trầm tính hơn, không dày thêm quá nhiều. Cụm camera sẽ trở nên bằng phẳng với nắp lưng và chiếc máy mang lại một cảm giác cầm nắm thoải mái chắc chắn. Với độ mỏng của Moto Z, Motorola buộc phải hy sinh jack cắm tai nghe 3.5. Điều này đã xảy ra trên chiếc iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Nhưng mà cầm trên tay Moto Z mình nghĩ là chúng ta sẽ dễ dàng thông cảm, đơn giản vì máy quá mỏng. Khung viền của máy thì làm bằng kim loại và được chia hai vạch trên dưới để làm vị trí thu phát sóng. Cổng USB Type-C rất mỏng manh, trên đỉnh của máy thì được bố trí một khe cắm SIM, hỗ trợ hai SIM nano hoặc là một khe SIM và một thẻ nhớ mở rộng. Mình thấy chi tiết phím bấm tăng giảm âm lượng và phím nguồn của tiết diện quá mỏng, thao tác ấn không được dễ chịu cho lắm. Nhưng mà riêng với phím nguồn thì mình nghĩ là chúng ta sẽ không phải sử dụng đến nhiều. Đó là vì Motorola đã bố trí cụm cảm biến vân tay ở mặt trước, giống như một phím bấm vật lý. Chúng ta chạm để mở khóa màn hình và chạm giữ để khóa lại. Có lẽ là khá dở hơi khi mà Moto Z được thiết kế thừa ra một cái giải rất lớn ở đây. Có phím quét vân tay riêng nhưng lại không phải phím home, chỉ đơn giản là quét vân tay và khóa màn hình. Toàn bộ phím điều hướng thì lại được đưa vào bên trong màn hình. Rất là phí vạm diện tích, lại còn cố nhồi nhét logo Moto ở đây nữa. Mình không biết các bạn nghĩ như thế nào chứ cá nhân mình thì không thoải mái với thiết kế này. Các bạn sẽ có trên chiếc Moto Z tới tận 4 micro, 2 mic ở cạnh dưới cạnh phím quét vân tay, một cái ở mặt lưng và một cái ở trên đỉnh máy. Loa ngoài thì lại được tích hợp luôn vào loa thoại. Đây là cách Motorola tiết kiệm không gian để tối ưu cho độ mỏng. Bên cạnh chúng ta có đèn flash trợ sáng cho chụp ảnh selfie. Rất may đây là phiên bản màu đen chứ phiên bản màu vàng trắng các bạn sẽ nhìn thấy hai cảm biến được đặt khá là vô duyên tại đây. Nhìn chung thì mình thấy Moto Z có thiết kế thật sự độc đáo và cuốn hút bởi độ mỏng khó tin cho một chiếc máy cao cấp. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải đánh đổi bằng nhiều thứ, nhưng mà Moto Z cho người dùng một cảm giác mình nổi bật và nổi loạn khác biệt. Nắp lưng gắn kèm có thể khiến chiếc máy bớt sexy đi một chút, nhưng mà cũng tạo được cả tính riêng với mỗi màu sắc khác nhau. Thử tưởng tượng là các bạn sở hữu chiếc Moto Z và mỗi ngày các bạn mang theo một chiếc nắp lưng với màu sắc khác nhau, có thể 4 màu để lựa chọn, hoặc các bạn có thể để trần để không đụng hàng. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về màn hình hiển thị. Moto Z có màn hình cong 2.5D kích thước 5.5 inch, tấm nền AMOLED và độ phân giải 2K. Có lẽ vì màn hình AMOLED sẽ giúp cho chiếc Moto Z bớt tiêu thụ điện năng hơn là màn hình IPS bởi vì viên pin của máy chỉ có 2600mAh thôi. Thêm nữa là màn hình AMOLED thì sẽ có độ mỏng tốt hơn và rất thích hợp cho chiếc Moto Z. Mình rất khó chịu về phím điều hướng được đưa vào bên trong màn hình của Moto Z. Nó chiếm quá nhiều diện tích và chỉ tự ẩn đi khi vào các chế độ giải trí như chơi game, xem phim, xem ảnh. Do phần mềm thuần Google, không có tùy chỉnh nên là chúng ta sẽ không có tính năng vuốt để ẩn hoặc là chọn ẩn trong một số ứng dụng thiết đặt. Điều này gây bất tiện bởi vì hầu hết thời gian chúng ta sử dụng chiếc máy để làm việc lướt web chẳng hạn. Tự nhiên mất đi một giải đen rất lớn cho ba phím này. Giả dụ mà nó mờ nền hay là trong suốt thì còn đỡ. Đen nguyên và ăn liền với cạnh dưới của màn hình, tạo ra một khoảng thừa rất lớn gây mất cân đối cho thiết kế tổng thể của máy. Đó là về trải nghiệm sử dụng, còn về chất lượng hiển thị thì mình đánh giá cao tấm nền AMOLED 2K của Moto Z. Nó không hiển thị và rực quá lên như mình thường gặp trên các máy cùng sử dụng tấm nền AMOLED. Độ tươi vẫn được đảm bảo nhưng mà độ bão hòa màu sắc thì lại khá cân bằng, ít bị rực ở những gam màu cơ bản. Do đặc trưng của tấm nền này nên là độ tương phản và màu đen thể hiện cực kỳ sâu và tốt, nhất là khi chiếc máy mà mình đang có đấy cũng là phiên bản màu đen nên cho một cảm giác đồng nhất với viền xung quanh. Bù lại nền trắng lại là một điểm yếu khi thể hiện trên màn hình của Moto Z. Máy cho ra màu trắng không được trong, có xu hướng hơi ngả đục vàng nhẹ. Tất nhiên là chi tiết này cũng không ảnh hưởng quá lớn tới trải nghiệm người dùng. Các bạn sẽ có trong cài đặt một chế độ hiển thị màu tiêu chuẩn để giả lập cho ra một sắc ảnh trung thực nhất. Thêm điểm cộng từ màn hình có độ sáng tối đa cao, góc nhìn tuyệt đối và độ phân giải 2K cho độ chi tiết rất tốt. Mình có thể đánh giá đây là một trong những màn hình xuất sắc trên di động hiện nay. Giờ mình muốn chia sẻ với các bạn về một số phụ kiện đi kèm. Motorola gọi các phụ kiện này bao gồm cả nắp lưng thay thế là Moto Mode. Rất tiếc là phụ kiện HSM Blast True Zoom là module camera rời thì mình lại không có ở đây. Đây là module loa JBL Soundboost, nhìn rất là hầm hố, trông dày và vô cùng khỏe khoắn. Loa này thì có hai driver. Chúng ta sẽ có một lễ gạt để chống cho máy dựng đứng khi phát nhạc. Về chất âm thì mình cảm thấy cũng không ấn tượng lắm, chỉ âm lượng lớn thôi chứ không thật sự nổi bật một giải nào cả. Giải bass khá là mỏng.
Chiếc loa này khi gắn vào thì có thể phát nhạc liên tục lên tới 10 tiếng mà không ảnh hưởng gì tới pin của điện thoại, bởi vì nó sử dụng nguồn pin riêng và sử dụng cổng sạc USB Type-C. Nếu như các bạn không phải lăn tăn với mức giá 3 triệu đồng thì có lẽ cũng không có lý do nào mà không trang bị thêm cho chiếc Moto Z. Phụ kiện thứ hai là InstaShare, module giúp biến chiếc Moto Z trở thành một chiếc máy chiếu mini. Kết nối cũng rất là dễ dàng thôi, chỉ cần gắn nhẹ là nó sẽ tự động hút vào. Sau đó để bật, chúng ta sẽ giữ cái phím này trong khoảng từ 3 đến 5 giây. Cũng có một nút vặn để điều chỉnh tiêu cự lấy nét cho hình ảnh chiếu. Như công bố thì thiết bị này có thể chiếu được hình ảnh có kích thước lên tới 70 inch, nhưng mà mình nghĩ là để đảm bảo kích thước chiếu, đảm bảo độ nét và độ chi tiết tốt nhất thì chúng ta không nên đặt máy quá xa màn chiếu, chỉ nên để kích thước màn chiếu dưới 50 inch là đẹp. Một điểm thông minh của module InstaShare là tự động điều chỉnh được góc nghiêng lật để hình ảnh không bị méo, hoặc là cũng cho phép chúng ta điều chỉnh thủ công. Chúng ta có thể điều chỉnh được cả độ sáng, và hay nhất là tùy chọn không cho phép hiển thị thông báo của điện thoại. Chẳng hạn như khi các bạn đang xem phim mà trên điện thoại có tin nhắn đến, có thông báo email, Facebook thì sẽ không bị hiển thị thông báo lên trên màn chiếu. Tất nhiên là khi đang chiếu, chúng ta có thể hoàn toàn tắt màn hình của điện thoại đi để tiết kiệm pin. Chất lượng hình ảnh chiếu cũng khá là ổn, chỉ mỗi tội là mức giá cho phụ kiện này hơi cao lên tới 8,3 triệu đồng, không hề nhẹ nhàng một chút nào. InstaShare cũng được tích hợp với pin riêng bên trong và có thể chỉnh chiếu liên tục lên tới 1 giờ đồng hồ. Sau khi hết pin thì nó sẽ sử dụng pin của điện thoại để tiếp tục chiếu. Vì thế nên người dùng muốn sử dụng lâu dài, xem hết cả một bộ phim chẳng hạn, thì các bạn nên kết nối liên tục điện thoại với nguồn sạc. Trong hộp của sản phẩm, Motorola cũng cẩn thận tặng kèm một túi đựng chống sốc. Về các phụ kiện Moto Mode, chúng ta sẽ còn có một module tích hợp với cả pin bổ sung để tăng thời lượng sử dụng cho viên pin 2600 mAh của Moto Z. Cụ thể là sẽ bổ sung thêm 2220 mAh. Mình đánh giá cao nền tảng phụ kiện bổ trợ Moto Mode này của Motorola hơn là dạng module của LG G5. Đơn giản là việc tháo lắp dễ dàng, không phải tắt nguồn tháo pin. Nếu có thể thì mình nghĩ là Motorola nên phát triển thêm các phụ kiện như là module tích hợp đắc âm thanh Hi-Fi. Mình nghĩ là sẽ hay hơn loa JBL Soundboost và thêm nữa là giảm bớt giá thành để dễ tiếp cận người dùng hơn. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về thiết kế, màn hình và cùng các bạn trải nghiệm những phụ kiện đi kèm. Vì thời lượng quá dài nên là mình sẽ gửi đến các bạn những đánh giá về camera, phần mềm và hiệu năng ở video tiếp theo. Các bạn nhớ chú ý theo dõi. Theo các bạn thì chiếc Moto Z này có thật sự thuyết phục? Phụ kiện nào của Moto Z khiến các bạn ấn tượng nhất? Hãy cho mình biết bằng cách comment phía bên dưới. Mình sẽ sớm trở lại, còn bây giờ thì xin chào.